Chào các bạn ha. Hôm nay thì Nershop xin giới thiệu đến các bạn hai loại pin 27A và 23A 12V. Hai loại pin này thì thường được sử dụng cho các loại remote RF, thường thấy ở remote điều khiển cửa cuốn hoặc là chuông điện không dây, các thiết bị báo động, vân vân. Đối với pin 23A thì mình thấy nó có kích thước lớn hơn một xíu so với pin 27A. Đường kính của viên pin 27A là khoảng 7,9 mm. Chiều dài là 27,7 mm. Chiều dài của viên pin 23A là 28 mm và đường kính là 10,1. Về điện áp của viên pin này sẽ là 12V. Tuy nhiên khi mà pin mới thì điện áp nó sẽ cao hơn một chút. Pin này thì không thể sạc được. Tùy theo từng loại remote mà ta lắp pin thích hợp. Ví dụ như remote này thì sử dụng viên pin 27A, cần lắp đúng chiều âm dương. Còn remote này thì sẽ sử dụng viên pin 23A.